đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Sân bay thì kịp để tẻ đi sân bay 1 tiếng rưỡi. Bây giờ sao, nếu mà đi tẻ như sân bay thì tối đem lại nhà gì năm được không? Đem lại nhà. Ừ, vậy đi, để không kịp chết luôn rồi. Nhà đâu mình chạy lại dễ hả? Ừ. Đây là chỗ đó đậu xe rồi kia, chỗ Bến Thành đó. Ừ. Tốn thời gian nữa. Đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Sắp vào khu dân cư, sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h.
Đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Sáng mai mấy giờ rước cho bằng? Rồi.
biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Lưu ý, bạn đang đi quá tốc độ cho phép. Đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Lưu ý, bạn đang đi quá tốc độ cho phép.
đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h.